Fantasy! Vì tao đéo quan tâm tụi mày từ đâu. Đang trường còn phải mua nhạc tao. Thì mấy thằng nhóc tụi mày tao bỏ túi lắc từ lâu. Tính tao ương bướng đường tao đi. Thằng nào cản tao cán nét 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 nét. Để thêm nhìn lại đằng sau. Với xoay kilo tao đè bẹp hết lũ gánh ghét. Cơ bản trình độ đéo đéo bằng nhau. This my flow. Lời đi tao đến cần phải tâm sâu. Khi tôi đã thức dậy làm việc thì lỗi tụi mày đang nằm đâu. Sao bữa tiệc tụi mày tính đi với đông nỗi. Mới khi đây sẽ khước. Tao vẫn tiếp tục kêu con biết này nào là nhạc bán một lượt. I'm so it. Dạ gần đây tụi mày đang rap cover như vậy. Và tụi mày nghĩ điều đó là squat. Snap bắt đầu trên đầu đứa có trên tay làm nhảm về câu vô nghĩa lừa fan tụi nó cứ tưởng như vậy là squat. Trước mặt mọi người mày chê mày chơi SG tụi tao làm nhạc trong showbiz. Sau lưng nhắn tin xin xỏ anh ơi cho em fit với làm như tao không biết. Tụi tao mở màn lễ hội mật ngữ 12 chồng sao nên tụi tao không tiếc. Đứng sân khấu lớn hầu lờ SG Bader tụi nó đứa nào cũng phải biết. Mày dạy có những phố khăn đi của tao. Những thứ tao có được mày lại khác không đầy được đầy 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 thì muốn. Mr. Vừa rồi tôi tung ra cả 9 bài. Chỉ cần một bài đã dư ăn tư nước sống tụi mày. Trong khi mày còn ngồi cuốn. Cầm đi tao làm những gì tao muốn. Tao sẽ lấy đam mê kiếm thật nhiều tiền để dư giả xăm gấu chen. Dù là anh đợi sâu biết vẫn làm tới tao thích. Nhưng chắc chắn một điều tao định đỉnh hơn tất cả đám tụi mày man. Yeah.